Phúc Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Bản tin 24 giờ. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý được phát trong chương trình ngày hôm nay. Thảm họa liên tiếp ập tới Trung Quốc, lũ lụt kinh hoàng cuốn trôi trạm điện đập Tam Hiệp. Thưa quý vị, mưa to gió lớn kèm theo lũ quét và vòi rồng khủng chưa từng thấy đã ập vào Trung Quốc cuốn trôi máy phát điện đập Tam Hiệp. Hơn 700 triệu dân lâm vào cảnh bắt nhà cửa và đòi phá đập. Thưa quý vị, theo đài địa phương của Trung Quốc cho biết, tình hình mưa lũ tại nước này vẫn đang căng như dây đàn. Hôm nay đã bước sang ngày thứ 71 nhưng mưa to, gió lớn vẫn tiếp tục càn quét Trung Quốc, khiến lũ lụt ở nhiều nơi ồ ạt đổ về 500 con sông, làm mực nước dâng cao vượt mức báo động đỏ tới gần 2 mét. Đáng chú ý nhất vẫn là con sông Dương Tử và đập Tam Hiệp. Lũ quét và vòi rồng cực khủng lại xuất hiện vào ngày hôm qua, khiến cho một trạm phát điện của con đập lớn nhất thế giới này bị cuốn trôi trong vòng chỉ chưa đầy 3 phút, làm toàn bộ 18 tỉnh, thành phố phía Nam của Trung Quốc bị mất điện trên diện rộng. Bầu trời liên tục xuất hiện những cơn mưa to, mây đen u ám đang che lấp bầu trời Trung Quốc và chưa có dấu hiệu dừng lại. Mưa to lũ quét làm cho những con đê không chịu được đành phải vỡ. Những con đê liên tục bị vỡ, mực nước của nó làm ngập úng hàng ngàn ngôi nhà. TV, tủ lạnh, xe hơi trôi lênh láng khắp nơi. Những ngôi nhà cao tầng bây giờ chỉ còn nhìn thấy nóc. Nhiều người dân Trung Quốc đã bất chấp sự nguy hiểm của lũ quét, leo ra để xăng lưới trục vớt ô tô, chờ cho lũ xuống để đem đi sửa chữa, kiếm lời. Nếu như ai mà mua phải những chiếc ô tô này sẽ rất nhanh bị hỏng và mất an toàn. Vì thế chúng ta phải hết sức cẩn thận. Thưa quý vị, nhiều nhà quan sát cho rằng các nước xung quanh Trung Quốc có đường biên giới giáp ranh với Bắc Kinh, nhất là Việt Nam ở ngay bên cạnh Trung Quốc. Đừng có nhập những chiếc xe mông má của nước này, không được tham đồ rẻ tiền của Trung Quốc. Nếu không gặp phải cú lừa không thương tiếc, các chuyên gia cho rằng xe ô tô mà bị ngập nước thì chỉ có vứt đi, hoặc là đi được thì nó cũng hay bị gặp trục trặc và hỏng hóc. Ngoài ra, những chiếc tivi, tủ lạnh, nồi cơm điện cũ bị cuốn trôi cũng được người dân của Trung Quốc vứt đem đi chế tạo lại rồi bán sang Việt Nam. Vì thế, Việt Nam nhất định sẽ không được nhập những mặt hàng kém chất lượng, nếu không sẽ bị phía Trung Quốc lừa gạt. Thưa quý vị, hôm qua truyền thông của Trung Quốc cho biết, lũ lụt kỷ lục đổ về con đập Tam Hiệp suốt 18 tiếng, làm nước dâng lên cao và nguy hiểm đến chính con đập Tam Hiệp lớn nhất trên thế giới này. Truyền thông của Trung Quốc cho biết, trận lũ thứ 2 trên sông Trường Giang quét qua đập Tam Hiệp khiến cho mực nước tại hồ chứa đạt 164,18 m, cao nhất kể từ khi đập được xây dựng. Đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất trên thế giới, đón nhận trận lũ thứ 2 trên sông Trường Giang, khiến dòng nước lũ đổ về hồ chứa đập với lưu lượng đạt khoảng 61.000 m³/giây. Hồ chứa đập Tam Hiệp từng ghi nhận dòng chảy cực đại là 50.000 m³/giây vào lúc 10 giờ sáng và 55.000 m³/giây vào lúc 20 giờ cùng ngày, nhưng lưu lượng nước chảy vào con đập Tam Hiệp đã lên tới 61.000 m³/giây. Đây là một lưu lượng nước kỷ lục lịch sử mà Trung Quốc đã được ghi nhận và nó gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới con đập Tam Hiệp, khiến cho một trạm phát điện bị cuốn trôi và hàng ngàn ngôi nhà bị chìm trong bóng tối. Tất cả 8 tỉnh thành xung quanh đã bị mất điện. Thông tin do Bộ Quản lý Khẩn cấp MEN của Trung Quốc công bố, trong đó cho biết lũ lụt tại các tỉnh như Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam khiến cho ít nhất 31 người chết và mất tích, buộc hơn 2 triệu người phải sơ tán gấp trong đêm. Mưa lũ cũng ảnh hưởng nặng nề tới Trung Quốc, khiến cho 151.000 ngôi nhà bị hư hại và tổn thất kinh tế trực tiếp lên tới 65 tỷ nhân dân tệ. Phần lớn miền Nam của Trung Quốc liên tục chịu tác động mạnh từ những trận mưa lớn kể từ đầu mùa tới bây giờ, và nước trên nhiều con sông ở khu vực này đã vượt quá mức báo động đỏ từ 2 đến 12 mét. Đây là một mức báo động kỷ lục và gây ra những hiểm họa khôn lường cho những con đê tại khu vực này. Nhiều khả năng con đập Tam Hiệp sẽ bị vỡ, nhưng đến hiện tại thì con đập này vẫn chưa vỡ. Các thông tin trên mạng mà nói con đập Tam Hiệp vỡ là hoàn toàn không chính xác. Theo hãng CNN, hãng tin nổi tiếng của Mỹ cho biết, lũ lụt tồi tệ nhất của Trung Quốc trong nhiều thập kỷ có nguyên nhân một phần là do sự nóng lên toàn cầu và cải tạo đất trái phép của Trung Quốc. Hãng CNN của Mỹ cho biết, mùa hè năm 2022, hàng triệu người trên khắp đất nước của Trung Quốc ảnh hưởng bởi những cơn mưa xối xả gây ra lũ lụt và lở đất ở các tỉnh, thành phố, làng mạc tại nhiều tỉnh thành của Trung Quốc. Đây là trận lũ lụt tồi tệ nhất tấn công Trung Quốc kể từ nhiều thập kỷ qua. Mưa lớn đã vùi lấp 28 trên 31 tỉnh, ảnh hưởng tới 37 triệu người dân và khiến 159 người chết và mất tích. Bộ Quản lý Khẩn cấp của Trung Quốc cho biết thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 86 tỷ nhân dân tệ. Để so sánh, trận đại hồng thủy năm 1993 dọc theo sông Mississippi và các nhánh sông của nó, một trong những trận lũ lụt kinh hoàng và tàn khốc nhất nước Mỹ, đã khiến cho hơn 50 người chết, 54.000 người phải sơ tán, thiệt hại kinh tế lên tới 20 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, hãng tin của Mỹ cho rằng thiệt hại nặng nề nhất của Mỹ chỉ bằng 1/100 so với lũ lụt tại Trung Quốc ở thời điểm hiện tại. Lũ lụt ở Trung Quốc bắt đầu ở miền Nam, ở Quảng Tây và Quý Châu vào cuối tháng. Đầu tháng 6, những trận mưa lớn đã tàn phá khắp các vùng rộng lớn của nước này, bao gồm tỉnh Giang Tây ở phía Đông, tỉnh An Huy ở phía Nam và tỉnh Hồ Bắc ở miền Trung. Ứng phó khẩn cấp để kiểm soát lũ được nâng lên mức cảnh báo cao nhất tại một số nơi trong lịch sử. Quy mô của thảm họa là rất lớn, mực nước của 435 con sông vượt mức báo động, trong đó có 33 con sông đạt mức kỷ lục. Theo Bộ Thủy lợi của Trung Quốc cung cấp, tại một số khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất như Giang Tây, đê sông đã bị vỡ, nhà cửa bị phá hủy, gợi lại ký ức ám ảnh của trận lũ lụt lịch sử năm 1998, khiến cho hơn 3.700 người thiệt mạng và 15 triệu người mất nhà cửa. Nghe tới đây chắc chắn sẽ có nhiều quý vị và các bạn đặt ra câu hỏi thắc mắc rằng tại sao năm nay lũ lụt, mưa to, động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở, vòi rồng lại liên tục xuất hiện ở Trung Quốc đến như vậy? Thì xin thưa với quý vị rằng tất cả đều có nguyên nhân và lý do chính đáng của nó. Trung Quốc gần như ngày nào cũng có lũ lụt, sự kết hợp giữa khí hậu và hành vi của con người đã góp phần kéo dài thời gian mưa lũ lâu hơn bình thường ở một số nơi. Hệ thống áp suất cao cận nhiệt đới trên vùng phía Tây Bắc Thái Bình Dương rất mạnh trong năm nay. Sự giao thoa của nó với khí hậu lạnh đã dẫn đến lượng mưa lớn liên tục trong khu vực sông Dương Tử. Một số lý do khác là sự nóng lên toàn cầu. Theo một số chuyên gia thủy lợi của Trung Quốc cho biết, chúng tôi không thể nói rằng một hiện tượng thời tiết cực đoan đơn thuần này là hậu quả trực tiếp của biến đổi khí hậu. Nhưng xét trong một thời gian dài thì rõ ràng sự nóng lên toàn cầu đã dẫn đến sự gia tăng tần suất, cường độ của các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như thời gian qua ở Trung Quốc. Các sách xanh về biến đổi khí hậu ở Trung Quốc từ năm 1961 đến năm 2018 đã có sự gia tăng về hiện tượng mưa lớn cực đoan ở Trung Quốc. Kể từ những năm 1990, tần suất của mưa cực lớn đã tăng lên đáng kể. Trong 60 năm qua, số ngày mưa lớn đã tăng tới 5,9% mỗi thập kỷ. Bên cạnh lượng mưa, hành vi của con người cũng góp phần vào mức độ nghiêm trọng của lũ lụt ở Trung Quốc, như chặt phá rừng bừa bãi, không chịu trồng nhiều cây xanh và liên tục xuất hiện những con đập thủy lợi để chắn nước, hỏng tích trữ điện năng và gây thảm họa cho đất nước của Trung Quốc cũng như các nước xung quanh. Hiện dòng nước sông Mekong đã ảnh hưởng một cách nghiêm trọng bởi phía Trung Quốc đã cho xây dựng và khởi công tới 13 con đập. Một nhà địa chất thuộc Cục Khí tượng và Khoáng sản tỉnh Tứ Xuyên cho biết, nhiều thập kỷ qua, khai hoang đất và xây đập trên các con sông gần đó đã làm giảm diện tích và thể tích của hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc nằm ở tỉnh Giang Tây. Điều này đã khiến cho lũ lụt liên tục xuất hiện, và khi nó xuất hiện, nó sẽ càn quét tất cả những vùng thượng lưu, hạ lưu của con sông Dương Tử, gây ảnh hưởng trực tiếp tới con đập Tam Hiệp, con đập lớn nhất trên thế giới. Và nếu như nó bị vỡ, 2/3 Trung Quốc sẽ bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là khá hay và rất sốc đối với những ai theo dõi lũ lụt lịch sử của Trung Quốc. Tờ báo China Boringbot, một trong những tờ báo nổi tiếng của nước này cho biết, kể từ khi thành lập nước vào năm 1949 tới nay, Trung Quốc đã trải qua 2 trận lũ lụt lịch sử. Lần thứ nhất là vào mùa hè năm 1954 dọc theo con sông Dương Tử, khiến cho hơn 30.000 người chết và 18 triệu người bị ảnh hưởng. Năm 1954, hiện con sông Dương Tử chưa có đập Tam Hiệp, nhưng lũ lụt đã xảy ra một cách hết sức kinh hoàng. Một trận lũ lụt khác cũng khiến cho Trung Quốc phải khiếp sợ. Đó là vào năm 1998 cũng lại dọc theo con sông Dương Tử, nhưng ở phía nam và phía bắc của Trung Quốc. Đó là trận lũ lụt tồi tệ nhất trong những năm gần đây với hơn 3.719 người chết, 15 triệu người mất nhà cửa và thiệt hại kinh tế lên tới 100 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung Quốc, ông Nen Chun đã nhận xét lũ lụt năm nay không ảnh hưởng tới khu vực rộng lớn của sông Dương Tử như hồi năm 1949 và năm 1998. Trận lũ lụt lịch sử năm 1998 ở Trung Quốc đã tác động lên toàn bộ khu vực sông Dương Tử. Song mưa năm nay chủ yếu ảnh hưởng tới vùng trung và hạ lưu sông, vì thế khu vực bị ảnh hưởng được cho là nhỏ hơn so với mọi năm. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, mưa lớn và mưa cực đoan sẽ xuất hiện trong một vài ngày tới. Vì thế, các cơ quan, ban ngành cũng như người dân phải hết sức cảnh giác, đề phòng lũ lụt, lũ quét và sạt lở, nhất là con đập Tam Hiệp khả năng cao sẽ bị vỡ và nứt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.